Quên mình không quay. Nó vào được anh em ạ. Thôi rút buổi. Em búp tiếp đi. Tiếc nhờ. Hôm nay đồ như thế này mà không đi BK anh em này. Đồ nó dám ăn thêm được bao nhiêu phần trăm giảm sát thương với dòng. Ôi mẹ ơi. Đồ này mà không đi BK thì cứ nhục thôi. Nhục quá. Bọn chửi vào mặt nó bảo thằng Bảo Nam hôm nay mẹ sợ chết đi đâu rồi. Ok, chào bạn Hùng La nhá, chào bạn. Chào bạn Hùng La. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp tục ném búp anh em nhá. À. Ráo này. Ném búp ra cái gì đấy, ra cái gì đấy, hóa thần à. Hóa thần anh em ạ. Thần hóa thần. Em cầm đấy đập cánh này. Cầm mấy 16 ốp cơ mà. Đập cánh cho nó sướng. Ra cái gì đây, ra cái gì đây. Thịt ra anh em. Vớt vát coi có đồ ngon không nào. Ủ kim ngân may mắn. Này cho ép này. Ui anh em ạ. Áo thiết ma may mắn lúc 4 không. Ôi không được, không được rồi. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Hot búp thì lại không có búp để đi BK anh em ạ. Thôi không vào nữa. Kích cả 10 phút rồi. Anh em chờ đợi nó mất công lắm. Hẹn anh em ngày mai hoặc ngày kia gì đấy. BK sau cũng được. Lại cùi ra toàn tán nhờ. Đấy. Lúc này không đi BK gì à? Minh nhỉ. Đùa là mấy lúc này trong vui nó không BK rồi không đi. Ăn bót hắn biết gì. Ngồi hắn một chỗ đây. Tôi không chịu đến mấy ông vui rồi này. Mình đúng không? Đây khả năng là nick clone 100%. Thích ngồi đây làm cái gì? VBK không đi săn ngọc đi. Chỉ có nick clone thôi. Khác được. Tránh vào đâu rồi. Mình đúng không? Mình chụp ảnh ông kia lại. Ra cái gì đây? Đang nhân sư may mắn à? Ô cái này cho con ba ba đi. Giày hắc long kìa, ôi có giày rồi mà. Buổi chiều mới ném được cái giày hắc long. Ôi cái này ngon anh em này. Này quá dã man luôn. Đã tăng HP 4 này cực kỳ ngon luôn. Quá là ngon. 1 triệu huy coi. Tiếp tục là cái gì đây? Này không ngon anh em nhá. Này không ngon. Ủa cái thần này. Chúng đỡ 20. Bắt đầu bớt lại cho nó gọn. Không tí nữa nó đầy quá không nhặt được. À hôm nay không BK rồi anh em ạ. Đồ như này mà đéo mới vào được. Đồ như này mà không vào được anh em này. Kinh dị nhỉ. Đồ ngon thế mà không vào được. Cất vào nó gọn. Rồi. Lên K3 tiếp. Ra cái gì, ra cái gì đấy, cho ngon ngon chút nào. Cũng ngon anh em ạ. Ra cái gì cho ngon ngon một chút nào, một chút. Ây. Lúc không. À, có lúc nhưng mà không có giảm sát thương 4. Có lúc mà không có giảm sát thương 4 anh em ạ. À vui với Nam à. Cái vui mình full cho anh em. Vui mình full 80 người rồi bạn ơi. Full 80 người mà bây giờ không biết kích ai này. đánh lại lọc mem, ai không online kích bớt đi bên chuyện. Đó. Tiếp theo đến cái búp sô cô la nhá. Đây truyền kỹ năng. Ôi cùi. Bán 50B thứ kìa. Đây truyền lửa nhưng mà. Ui cái này được này. Này tạm được nhá. Tạm được nhá. Nào. Đây truyền tính năng. Ui không được rồi. Đây truyền lửa này, 20 không. Ôi không có 20 nhưng mà. Kỳ quá, nhẫn độc này. Cũng cùi nhưng mà. Em hay ta. Em trường kỳ kháng chiến vậy. Cái gì đây? Nhấn phép thuật à? Ôi cái này được nhá, cái này được. Tạm được thôi, không có dòng tăng HP, nhấn gió này. Phải. Đây truyền lửa này. Ôi cùi, chưa ném được cái nào lên hồn cơ nhỉ. Ôi lại cùi kìa. Chạy đi không về ông BK phát là mất cái đồ đấy. Cái gì đây? Dây truyền kỹ năng 20 đi. Ui, anh em nhìn kinh chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cái cùi anh em ạ. 10 cái cùi luôn. 10 cái cùi luôn anh em. Kinh dị nhỉ. Quá sợ đấy anh em ạ. 10 cái hộp dinh ben cùi. Khả năng mình đen quá anh em ạ. Mình đen lắm rồi. Vớt vát được cái may cái hộp này này. Cái này thì quà tặng thôi nên là đen hay không thì phải chịu. Hay quà tặng thôi, nhưng mà thực ra mình nói thật mình đen cực kỳ luôn anh em ơi. Đen không đếm xuể được nữa, đen. À cái gì đây? Căng hồng phong này, nhìn cái không có lúc là đã chán rồi đấy, nhìn cái này không có lúc thì đã chán. Chán không buồn nói luôn này nhỉ. Chán không buồn nói nữa. Ui giày thánh nữ kìa, ngon không? Không cái giảm sát thương 4 đi. Ui em bán đi thuốc lào cái. Đen. Kinh thật. Hôm nay đã vào BK được em ạ. Đen thế. Không Alan mở nốt đi à? Ôi tự nhiên mình bị đóng mặt á. Em đợi chút nhá, nó bị choáng này. Thế méo này mẹ mình tức quá hay sao mà nó sốc lên não ấy. Gì đấy, đưa ra nhanh đến. Cháu rớt anh mà mất mẹ cái búp rồi. À đây 5% không. Ui ngon này, ngon chưa? Một món thì cháu dùng. Cháu mình ức quá mình. Ủ thánh nữ này, lắm đồ của con này mà chả có cái dòng nào nó lên hồn thế. Con ép này cũng. Ôi lại mù thánh nữ này. Tỉnh ơi được cái này ngon này. Được cái này ngon rồi anh em ơi. Được một món ngon rồi. Áo thánh nữ. Ôi được nguyên một set thôi anh em ạ. Dám ăn quá, được nguyên một set thánh nữ anh em thấy kinh dị không? Nguyên một set thánh nữ này. Tự nhiên được xét thánh nữa anh em ạ. thang điểm trong game thì anh em cũng thể viết là lệnh STR hay NE này, ADDNE này, ADD